Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin O2 của kênh truyền hình O2 TV. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Bộ Y tế lập đường dây nóng phòng bệnh Zika. Thêm 16.000 liều vaccine não mô cầu vào tháng 4. Cuộc chiến đăng ký tiêm vaccine dịch vụ cho con. Hàng trăm công trình nước sạch ngừng hoạt động giữa mùa khô hạn tại Tây Nguyên. Thực hư về chuyện sóng điện tử có thể gây ung thư. Thưa quý vị, mở đầu bản tin là một số thông tin về virus Zika. Việt Nam chúng ta chưa có ca nhiễm virus Zika nào, tuy nhiên mỗi người cần luôn chủ động để phòng cho mình và người xung quanh. Đã có số điện thoại đường dây nóng liên quan đến việc phòng bệnh do virus Zika. Theo đó, thì người đi, người đến hay về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Báo ngay mọi thông tin có liên quan đến số điện thoại đường dây nóng là 0989671115. Ngoài ra, người trở về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc dự định có thai để tránh những biến chứng có thể xảy ra đối với thai nhi. Để phòng chống bệnh do virus Zika, người dân hãy áp dụng các biện pháp chống muỗi, chủ động diệt muỗi và bọ gậy. Đến thời điểm hiện nay, đã có 59 quốc gia có bệnh nhân nhiễm virus Zika và loại virus này hiện đã có mặt sát biên giới Việt Nam. Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika đang gia tăng trên thế giới, Bộ Y tế cũng khuyến cáo phụ nữ và phụ nữ mang thai không nên đến các nước đang có dịch bệnh do virus Zika khi không thực sự cần thiết. Phụ nữ đang mang thai và dự định có thai nên tìm hiểu thông tin về virus Zika và các bệnh do muỗi truyền, tự bảo vệ không để muỗi đốt như sử dụng các thuốc xua muỗi, mặc quần áo có thể che phủ hầu hết bộ phận cơ thể, sử dụng các màng chắn, đóng cửa để tránh muỗi bay vào nhà, ngủ màn, kể cả thời gian ban ngày, nên tư vấn bác sĩ hoặc cán bộ y tế nếu đến các khu vực có virus Zika. Đặc biệt, phụ nữ mang thai nếu bị nhiễm virus Zika nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và chăm sóc thai cẩn thận. Trong lúc này thì virus Zika vẫn đang không ngừng lây lan, trong khi những thông tin chúng ta biết về nó thì lại quá ít. Mới đây trong cuộc họp khẩn Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, việc virus Zika lây qua đường tình dục phổ biến hơn chúng ta từng nghĩ. Và ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy rằng mối liên hệ giữa Zika và các dị tật bẩm sinh khác nhau, chứ không chỉ có dị tật đầu nhỏ. Cũng theo WHO, Zika đang lây lan sang thêm nhiều quốc gia. Trong đó, 31 quốc gia ở châu Mỹ Latin và Caribe đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm xuất hiện bệnh nhân lây nhiễm virus Zika. Thưa quý vị, trước những ca nhiễm Zika mới được ghi nhận ở các nước láng giềng, thì Việt Nam cũng đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ virus Zika có thể xâm nhập và lây lan trong cộng đồng qua đường du lịch, thương mại, lao động giữa Việt Nam với các nước Thái Lan, Lào. Ngành Y tế tỉnh Kon Tum cũng đã tăng cường giám sát chặt chẽ hành khách nhập khẩu vào địa bàn thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đặc biệt chú trọng đến những người từ vùng có dịch như Lào, Thái Lan để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Zika, tiến hành cách ly xử lý kịp thời nhằm hạn chế sự lây lan ra cộng đồng, đồng thời mua thêm máy đo thân nhiệt từ xa bằng tia hồng ngoại, thực hiện nghiêm túc quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, phun thuốc phòng dịch ngay tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Trong khi đó, thì tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Khánh Hòa, từ đầu năm 2016 đến nay, đã ghi nhận gần 2.750 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có một người lớn tử vong vào cuối tháng 1 năm 2016. Nhiều ý kiến nhận định nguyên nhân dịch sốt xuất huyết ở Khánh Hòa lập kỷ lục trong 12 năm qua và dẫn đầu miền Trung năm 2015 là do sự chủ quan, biện pháp phòng chống dịch đang nhàm chán khi các biện pháp đưa ra chỉ là hô hào tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy nhưng lại không có đánh giá xem mỗi xã, mỗi tuần diệt hiệu quả như thế nào, chỉ số bọ gậy giảm hay tăng, lãnh đạo địa phương cũng thiếu kiểm tra và sâu sát. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm màng não mô cầu và đặc biệt là ở Hà Nội đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh này, thì nhiều người dân đã chủ động đến các điểm tiêm chủng để tiêm phòng bệnh viêm não mô cầu. Tuy nhiên, tại hầu hết các điểm tiêm chủng vaccine dịch vụ, thì vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu chủng AC của Pháp dành tiêm cho trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên và người lớn thì đều đã hết. Vì vậy, để trấn an người dân về vấn đề này, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã thông tin về vaccine viêm màng não mô cầu.
Ngày 8 tháng 3, lãnh đạo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, hiện tại kho của đơn vị nhập khẩu vẫn còn tồn gần 150.000 liều vaccine phòng não mô cầu nhóm BC của Cuba. Theo báo cáo của công ty nhập khẩu, từ tháng 7 năm 2015 đến nay, đã có hơn 90.000 liều vaccine phòng não mô cầu AC và 400.000 liều vaccine BC được nhập khẩu về Việt Nam. Trong tháng 4, sẽ có thêm 60.000 liều vaccine phòng não mô cầu của Pháp và 100.000 liều vaccine của Cuba. Để đảm bảo cung ứng đầy đủ vaccine phòng bệnh não mô cầu cho nhu cầu tiêm chủng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh theo dõi sát diễn biến bệnh trên địa bàn và nhu cầu tiêm chủng của người dân để kịp thời chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng lập dự trù, có kế hoạch mua và sử dụng vaccine với các công ty nhập khẩu, kinh doanh vaccine. Cục sẽ cử cán bộ trực để giải quyết các dự trù, đơn hàng nhập khẩu vaccine, đáp ứng nhu cầu đặc thù của cơ sở tiêm chủng theo quy định. Với bệnh viêm màng não mô cầu thì ngoài tiêm vaccine, quý vị cũng cần giữ vệ sinh cá nhân, nơi ở và chú ý tới các biểu hiện sốt cao, đau đầu, cứng cổ để có thể phát hiện sớm bệnh. Bản tin sẽ tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thêm nhiều người trượt đăng ký vaccine dịch vụ cho con. Nguy cơ ung thư từ bình giữ nhiệt không rõ nguồn gốc. Hàng trăm công trình nước sạch ngừng hoạt động giữa mùa khô hạn tại Tây Nguyên. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 3, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã tiến hành đăng ký tiêm vaccine dịch vụ Pentaxim 5 trong 1 đợt 3. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì 3.000 liều vaccine đưa ra đã bị đăng ký hết. Có rất nhiều người đăng ký trượt trong đợt này. Do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là đơn vị duy nhất cung ứng vaccine Pentaxim lần này, nên lượng người truy cập vào website khá lớn. Có những thời điểm, lượng người truy cập lên tới 30.000 người, tăng gấp đôi so với lượng người đăng ký cao nhất trong đợt 2. Và chỉ sau chưa đầy 10 phút, gần 1.600 liều vaccine đã được đăng ký thành công. Họ nên kiểm tra lại cái kết nối mạng ở trên mạng của tại nơi họ đang sử dụng. Họ có thể chuyển sang một cái kết nối khác có tốt hơn. Hơn 3.000 liều vaccine đã được đăng ký thành công. Theo lịch, số vaccine này sẽ bắt đầu tiến hành tiêm tại 131 Lò Đúc, Hà Nội từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Có thể thấy rằng ai có con trong độ tuổi tiêm chủng và tham gia vào cuộc chiến đăng ký trực tuyến vaccine dịch vụ Pentaxim 5 trong 1 trong những ngày qua thì mới có thể hiểu được nỗi niềm của các bậc cha mẹ và nhu cầu vaccine lớn đến như thế nào. Vâng, chúng tôi gọi là cuộc chiến bởi vì cùng lúc có hàng triệu người tham gia đăng ký và đã có không ít người thất bại. Với các bà mẹ, có lẽ việc giành được một suất tiêm vaccine cho con còn vui hơn cả những món quà 8 tháng 3. 8 tháng 3. Nhưng nỗi buồn, thất vọng lại thay thế niềm vui đối với không ít bà mẹ chỉ vì không thể đăng ký tiêm vaccine dịch vụ cho con qua mạng. Chị Nguyệt là một trong số ít người may mắn. Sau hai lần đăng ký trượt trước đó, lần này chị Nguyệt đã chuẩn bị ngồi trước máy tính từ sớm, còn cẩn thận nhờ vô số bạn bè. May mắn, chị đã thành công nhờ có sự giúp sức của khoảng 10 người thân và bạn bè. Hai lần trước thì không thành công. Và lần này thì tôi đã thành công. Và để thực hiện được cái thành công như thế thì phải ngồi từ chầu trực từ 9:15 đến 10:15. Và phải huy động rất là nhiều người bởi vì không ai chắc chắn được là mạng của mình có thể vào được, cũng không ai chắc chắn là mạng ở cơ quan hoặc là ở các địa điểm mà người ta chọn để người ta làm những cái thao tác đấy có thể là phát xuất thành công nó lớn. Không ai chắc chắn được điều đấy cả. Đây là hơi hên xui. Kinh qua cuộc chiến đăng ký tiêm vaccine dịch vụ online 3 lần, theo chị Nguyệt, người dân gặp khá nhiều khó khăn khi sử dụng hình thức đăng ký này. Rất là khó khăn cho những người, người ta thiếu thông tin. Ví dụ những gia đình mà vợ chồng đi làm suốt ngày chẳng hạn, hoặc là chỉ có người già thôi thì họ không hoàn toàn không biết những cái thông tin khi nào và lúc nào thì sẽ cho đăng ký để mà người ta có thể làm những cái việc đăng ký như này. Bên cạnh đó, cũng có những băn khoăn khác. Cái việc mà đăng ký online như thế này thì liệu là có
có công bằng hay không. Liệu những người mà đăng ký với cái số lượng rất là lớn như này thì phần trăm trong trong đấy là có nhu cầu thực sự là bao nhiêu? Tôi thấy có một số người thì vì mạng của họ rất là mạnh thì là một bé có thể là nhờ 5 người và những người đấy hoàn toàn thành công trong 5 lần. Vậy thì 5 lần đấy là sẽ cướp mất 5 cơ hội, 4 cơ hội cho 4 đứa trẻ khác. Bé Khánh Như nhà chị Nguyệt được 4 tháng tuổi. Bé sẽ còn phải tiêm 2 mũi Pentasim nữa. Và chị Nguyệt đang phải tìm mọi cách để có thể giành được một suất tiêm cho con lần tới. Nếu chị đăng ký thất bại, chị rất lo lắng em bé sẽ qua mất thời điểm cần phải tiêm ngừa. Vâng, có thể thấy rằng cuộc chiến để giành được một suất tiêm vaccine dịch vụ 5 trong 1 cho con thì còn là một cuộc chiến dài, và giống như chia sẻ của nhân vật trong phóng sự vừa rồi chúng ta theo dõi thì điều này phụ thuộc rất nhiều vào hên xui may rủi, và chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này trong những bản tin tiếp theo. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, giáo sư tiến sĩ Joey Leroy được mệnh danh là người mở đường trong lĩnh vực nội soi thế giới đã có chuyến làm việc tại Việt Nam. Ngay sau ngày làm việc đầu tiên tại Bệnh viện Ca Trung ương thì ngày 8 tháng 3, giáo sư tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Sanh Pôn và phẫu thuật cho 3 bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Đây là lần thứ 2 bác sĩ Leroy đến với Bệnh viện Sanh Pôn, và mỗi lần đến ông đều thực hiện phẫu thuật cho những trường hợp bệnh nhân có vị trí khối u ở những vị trí khó, khối u lớn khó cắt bỏ. Trong 3 trường hợp được phẫu thuật đợt này, có một trường hợp nguy cơ bị cắt cụt trực tràng là rất cao do khối u ở thấp, cách rìa hậu môn có 4 cm. Bệnh nhân rất có thể phải sử dụng hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Bệnh nhân được vào khám bệnh và được soi đại tràng thì có một cái u cách rìa hậu môn 4 cm, u thăm trực tràng thì u di động. Chúng tôi chụp cắt lớp thì chúng tôi làm giải phẫu bệnh thì là bệnh nhân có cái ung thư biệt hóa cao. Đấy, và chụp cắt lớp thì bệnh nhân ở cái giai đoạn là T2N0. Đấy, bệnh nhân đã được hội chẩn với giáo sư Leroy và chúng tôi tiến hành mổ nội soi. Cái này sẽ cắt nửa đại tràng trái cho bệnh nhân. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, giáo sư Leroy đã giải quyết được tất cả những nguy cơ xấu có thể xảy ra. Khối u lớn tưởng chừng khó cắt bỏ cũng đã được lấy ra một cách an toàn. Thông qua việc phẫu thuật cho các bệnh nhân, giáo sư đã chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa, đồng thời trao đổi kinh nghiệm của mình với các bác sĩ, chuyên gia phẫu thuật nội soi tại Việt Nam trong việc chẩn đoán, chỉ định, cách xử lý biến chứng cũng như quá trình hậu phẫu. Chúng tôi sẽ quay lại và quay lại nhiều lần nhằm đào tạo các ekip phẫu thuật có khả năng làm việc chung với nhau cũng như làm việc độc lập. Với các kiến thức được đào tạo, các bác sĩ Việt Nam có thể truyền thụ và giảng dạy cho các đồng nghiệp khác nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân và có thể áp dụng những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong điều trị. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người mắc bệnh về đường tiêu hóa cao nhất thế giới. Để người dân y tế Việt Nam được thụ hưởng những thành tựu kỹ thuật y khoa tiên tiến trên thế giới, cách tiếp nhận nhanh nhất là mời các chuyên gia hàng đầu tới Việt Nam cầm tay chỉ việc hoặc cử cán bộ sang nước ngoài đào tạo, cập nhật kiến thức. Với cách tiếp cận, hướng đi này, Hà Nội và Việt Nam sẽ có thế hệ bác sĩ chuyên sâu, lĩnh hội kỹ thuật tiên tiến của thế giới về phẫu thuật nội soi. Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của khô hạn nắng nóng. Cũng chính trong thời điểm khốn khó này thì những công trình nước sạch do nhà nước đầu tư lại bộc lộ những hạn chế hoạt động kém hiệu quả, khiến cho người dân càng bức xúc hơn khi nước sinh hoạt ngày càng trở nên khan hiếm. Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện nay tại Tây Nguyên có gần 1.000 công trình cấp nước sạch đã ngừng hoạt động. Gần nửa tỷ đồng là số tiền mà nhà nước đã đầu tư cho công trình nước sạch này. Thế nhưng từ ngày xây dựng đến nay đã 5 năm, người dân thôn Sơn Phú, xã Đắc Can, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vẫn chưa được sử dụng nước sạch ngày nào. Vậy nên họ phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm mà địa phương đã cảnh báo từ trước. Nhà nước quan tâm đầu tư nhưng nguồn nước này không hiệu quả, bà con thực sự không được sử dụng. Vì vậy kiến nghị là cấp trên là có tạo điều kiện là tu sửa hay làm gì đó để bà con có một nguồn nước sạch sử dụng, tránh được vì bà con thực sự sử dụng nguồn nước ô nhiễm lâu năm, bà con cũng rất sợ. Đây cũng là tình trạng chung của hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng ở Tây Nguyên. Nguyên nhân khiến các công trình này ngưng hoạt động thì có nhiều, nhưng có một điểm chung ở đây là do công tác khảo sát xây dựng rồi thi công không đảm bảo khiến công trình cấp nước mà chẳng có nước.
Trong khi lúc này mùa khô ở Tây Nguyên đang lên đến đỉnh điểm, không có nước sinh hoạt khiến người dân rất bức xúc. Cái giếng này là lúc trước mới vừa khoan thì nó cũng có ít nước lắm, nhưng bây giờ thì đứt nước rồi, không có nước để bà con dùng, cho nên bây giờ bà con phải đi xuống kia mà xin nước. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 300 công trình nước sạch được đầu tư, nhưng 1/3 trong số đó đã ngừng hoạt động. Trái với phản ánh của người dân, cơ quan quản lý tỉnh Gia Lai lại cho rằng những công trình nước sạch này hoạt động kém hiệu quả là do khô hạn. Khoảng trên 30% số công trình hoạt động không hiệu quả và ngừng hoạt động. Thì cái tình trạng này thì diễn ra thì năm nay có đặc biệt hơn mọi năm là do cái tình hình nắng hạn nó kéo dài. Cái lượng nước bổ sung cho nước mạch cũng như nước ngầm là bị hạn chế. Hàng trăm tỷ đồng đã được giải ngân. Thế nhưng cũng có hàng trăm công trình nước sạch ở Tây Nguyên xây xong rồi lại để phơi sương, phơi nắng như thế này. Thiếu nước sạch sinh hoạt, người dân vùng khô hạn buộc phải đi vét nước ở các hố, vũng, mất vệ sinh như thế này để duy trì cuộc sống hàng ngày. Khan hiếm nước sạch cũng đồng nghĩa với nguy cơ dịch bệnh sẽ tăng cao. Các bệnh lý ngoài da và tiêu hóa cũng sẽ là mối lo của người dân Tây Nguyên trong tình cảnh này. Sức khỏe của chúng ta không chỉ ảnh hưởng lớn bởi nguồn nước, khí hậu mà còn bởi thực phẩm. Khi mà các loại chất cấm trong chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tràn lan, bừa bãi gây hậu quả cho người tiêu dùng, thì tại tỉnh Sóc Trăng, một nhóm học sinh đã vừa nghiên cứu ra một loại thuốc trừ sâu hết sức đặc biệt, được làm bằng cây cỏ dại. Đó là công trình nghiên cứu của em Lê Song Hồ và Nguyễn Thị Yến Bình, lớp 11A2 trường Trung học phổ thông An Lạc Thôn, huyện Kế Sách. Xuất phát từ ý tưởng lấy độc trị độc, nhóm học sinh này đã bỏ ra gần 6 tháng nghiên cứu các loại cây cỏ dại mà sâu bệnh không tấn công như cây cúc dại, dây thuốc, cá. Từ đó chiết xuất thành hợp chất dạng lỏng và chế lên sâu ăn lá. Kết quả thí nghiệm cho thấy có hơn 95% các loại sâu ăn lá đều tê liệt và chết ngay sau đó. Hiện đề tài này đã được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sóc Trăng chọn để tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia khu vực phía Nam sắp diễn ra tại Đồng Nai. Một thông tin rất đáng lưu ý khi sử dụng bình giữ nhiệt đó là nhiều người trong số chúng ta vẫn sử dụng bình giữ nhiệt để đựng nước, thậm chí là đựng các loại nước thêm hoa quả mà chúng ta hay gọi là nước detox. Tuy nhiên, mới đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện ra rằng một số loại bình giữ nhiệt khi đựng nước nóng hoặc nước chứa axit mạnh như là nước trái cây, trà thì có thể gây ung thư. Báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu và Kiểm định Chất lượng Sản phẩm tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khuyến cáo lớp thép không gỉ cách nhiệt trong bình giữ nhiệt dễ có tính axit, thường được làm từ chrome, nickel, mangan và các kim loại nặng khác. Thậm chí những chất liệu này nếu tương tác với các đồ uống nóng có tính axit như trà, cà phê có thể gây ung thư da và tổn thương phổi nghiêm trọng. Các chuyên gia cho hay mặc dù các kim loại như chrome, nickel, mangan thường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tuy nhiên khi sử dụng bình cách nhiệt để đựng các dung dịch axit tương đối lớn sẽ khiến tốc độ di chuyển của các hạt nguyên thủy tăng lên trong thời gian ngắn, rất độc hại đối với sức khỏe con người. Từ kết quả nghiên cứu này, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm bình giữ nhiệt uy tín, có tem mác ghi rõ sử dụng vật liệu thép không gỉ. Bạn sử dụng điện thoại hay thiết bị phát sóng bao nhiêu tiếng một ngày? Con cái của bạn tiếp xúc với chúng trong thời gian bao lâu và tần suất như thế nào? Bạn biết là nó sẽ ít nhiều có tác động không tốt tới sự phát triển của bé. Vậy cụ thể là như thế nào? Trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã đều nghe về việc sử dụng những thiết bị phát sóng điện tử như là điện thoại di động và Wi-Fi gây nguy hại nghiêm trọng đến não bộ của trẻ nhỏ. Những thông tin này tràn lan trên mạng xã hội và sau đây là những phân tích của chuyên gia về vấn đề này. Trong một bức thư gửi Liên Hợp Quốc của hơn 200 nhà khoa học trên thế giới, các nhà khoa học đã yêu cầu Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo về tác động của sóng điện tử lên não bộ trẻ em. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng điện thoại di động khiến nguy cơ mắc bệnh ung thư não gây tử vong tăng 3 lần ở những người trẻ, đặc biệt là bức xạ từ công nghệ viễn thông làm tổn hại ADN trong các tế bào của chúng ta. Nhiều nhà sinh học đã chứng minh nó gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Từ nhiều năm nay, đã có nhiều nghiên cứu về sự liên quan giữa việc sử dụng điện thoại di động và ung thư. Đã có những nghiên cứu cho rằng có sự liên quan giữa việc sử dụng điện thoại di động và một vài bệnh u não cụ thể, đặc biệt là ở những người dùng nhiều điện thoại di động. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được thực hiện trên 6.000 người tại 13 quốc gia, kết quả của nghiên cứu này lại cho thấy không có sự liên quan giữa việc sử dụng điện thoại di động và bệnh u não. Từ năm 2011,
WHO đã xác nhận bức xạ của điện thoại di động có thể gây ung thư. Thế nhưng điều này đã vấp phải sự phản đối của những tập đoàn viễn thông. WHO đã xếp sóng radio vào hạng 2B, có nghĩa là có thể gây ung thư. Thế nhưng ở hạng này cũng có nhiều sản phẩm, hơn 200 sản phẩm và chất dùng trong cuộc sống hàng ngày được xếp hạng 2B, ví dụ như cà phê, dưa chuột muối. Đại diện của phía viễn thông cũng cho biết, với công nghệ hiện đại, con người đã ít hấp thụ những bức xạ của điện thoại di động hơn trước. Những điện thoại công nghệ 3G đã có bức xạ ít hơn nhiều so với điện thoại công nghệ 2G trước đây. Đến nay, WHO vẫn chưa đưa ra kết luận về sự ảnh hưởng của sóng điện từ lên não bộ trẻ nhỏ, và để có thể đưa ra kết luận cụ thể, sẽ còn cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.